Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 269 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Trước khi vào truyện á, thì Lát xin chia sẻ một cái kênh Có cái giọng đọc miền Nam nè, cũng đọc truyện Tiên Hiệp Đó là kênh Lê Nhẹ Official Thì cái link mình để ở dưới phần bình luận á Có ghi ở đầu phần bình luận á Thì kênh này cũng có giọng đọc miền Nam Mình theo Lát nghĩ có lẽ sẽ phù hợp với mọi người ở kênh của Lát Tại vì cũng Lát cũng là người miền Nam mà thì lát giới thiệu qua đó để cho mọi người có thể ừ khi mà lát ra chuyện hơi chậm quá thì các bạn có thể sang đó nghe một số chuyện khác cho đỡ dầu gì hai giọng đọc cũng tương đối tương cũng gần gần giống nhau các bạn nghe có thể dễ hòa nhập hơn á rồi hôm nay lát lại trốn lên hình một bữa nha vì vợ của lát hôm nay bị sổ mũi rồi nếu mà lên hình nó mất công là có nhiều đoạn bị tạm dừng tạm dừng thì nó không có được hay rồi Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cự kinh hải thú thấy vậy trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Làm quang nó phun ra lúc trước thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý. Nhưng đó là một loại hộ thân thần thông thu thập quỳ tinh trong nước mà tu luyện ra. Uy lực thật lớn, trước kia không biết đã cứu mạng nó bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện giờ lại bị mấy đạo kim quang này dễ dàng một kích mà tán ra, làm cho trong lòng nó giật mình. Nhất thời cảm thấy có chút không ổn, Tuy nhiên thương tổn do kim quang này tạo thành đối với nó thực ra chưa đủ khiến cho nó để vào trong mắt. Thân hình phản phất như quả núi nhỏ của nó chỉ nhoáng lên một cái thì mặt biển xung quanh đã dấy lên một trận sóng lớn mãnh liệt. Tiếp theo từ trong nước biển lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh. Trong nháy mắt nhập vào trong miệng vết thương. Tiếp theo linh quang chợt lóe lên. Vết thương bị xuyên thủng rồi lập tức hồi phục lại như lúc ban đầu. Hàng lập thấy vậy thì hai mắt hơi hơi nhíu lại. Bên kia ba đạo cục sáng màu vàng đồng dạng chợt lóe lên rồi chui vào trong huyết sắc quan diễm mặc dù dễ dàng tiến vào trong quan diễm nhưng sau khi đánh lên cái lớp vỏ cứng rắn của con tôm thì chỉ thấy huyết quang chợt lóe lên cột sáng không hiểu sao đột nhiên bị nhỏ lại rất nhiều uy lực giảm đi quá nữa ba tiếng vang trầm đục truyền ra thân hình con tôm lớn chấn động rồi liền bị đánh bay ra ngoài trên vỏ của nó hiện ra ba vết lõm sâu đến cả thức nhưng vẫn không có bị quan trụ màu vàng xuyên thủng hàng lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất là kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục như thường mà hắc sắc tiểu sơn theo sau lúc này đã áp sát con tôm lớn lớp huyết quang phía ngoài con tôm lớn đại phóng rồi lớn lên gấp mấy lần nó dụng lực hướng lên trên bộ dáng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên từ thần sơn đang hạ xuống cũng khó trách con tôm này lại lớn mật như thế lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trượng đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn trăm trượng thì đích xác nhìn như là có thể một kích đánh bại. Tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang màu xám kỳ lạ rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng rắc truyền đến. Con tôm kia rung lên một cái rồi lập tức bị ép bẹp xuống. Các bộ phận của nó tất tất bị vỡ vụn ra. Tuy nhiên thế rơi của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng lại sau khi phát ra một tiếng nổ lớn ầm ầm đã đem con tôm ép xuống phiến đá ngầm mà cả khối đá ngầm dưới sức ép kinh khủng này cũng rung lên rồi lúng xuống mấy trượng mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng rống kinh sợ dị thường ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắc sắc tiểu sơn không chút lay động giống như nó cùng phiến đá ngầm là một thể con tôm lớn mới đối mặt với hàng lập đã lập tức bị trấn trụ không thể thoát thân con hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi Lúc này không hề chần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển. Mặt biển phụ cận quay cuồng một trận rồi hai tiếng phốc phốc phát ra. Vô số thủy thương dài hơn một trượng, giống như mũi tên từ trong biển ảo ảo bay ra, nhằm thẳng hàng lập mà bay đến. Làm màn rậm rạp giống như bão phong mưa rào, phô thiên cải địa mà đến. Cùng lúc đó, từ trong biển phụ cận có vô số điểm sáng màu xanh bay ra, đem thân hình khổng lồ của con hải thú bao bọc ở trong đó, rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng. Con thú này giảo hoạt dị thường Thấy hàng lập khí thế rào rạc Tu vi tựa hồ không thấp Nên sau khi đánh ra một chiêu Thì liền tính toán thi triển độn thuộc trốn chạy Hàng lập nhìn thấy trong mắt con thú này Lộ ra một tia khác thường Thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên Một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện lên Rồi hình thành một cái quần sáng màu xám rộng vài trượng Quần sáng này quay tròn một vòng Vô số thủy thương bắn tới Nhất thời đều lao vào trong đó Rồi biến mất không thấy bóng dáng Nguyên từ thần quan chuyên khắc ngũ hành thuật nên việc xua tan cái đám thủy thương này đối với Hàng Lập mà nói là việc rất dễ dàng. Hàng Lập căn bản là không thèm nhìn cái đám thủy thương này. Mà Thủy Chung vẫn nhìn chầm chầm vào con hải thú lúc này bên ngoài thân thể làm Quang Đại Phóng. Ai cũng không biết là lúc hắn thi triển nguyên từ thần quan thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc giục kiếm quyết. Mắt thấy thân thể cự kình hải thú bắt đầu trở nên mơ hồ, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Xung quanh hải thú này trong vòng mấy trăm trượng đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh. Sau khi lóe lên thì biến ảo thành 72 đóa liên hoa màu xanh to cỡ nắm tay. Cái đám liên hoa này mơ hồ đi một chút rồi lại huyển hóa ra mấy trăm đóa hoa. Thanh liên quay tròn vừa chuyển rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh. Trong nháy mắt liên kết một mặt hình thành một quần sáng màu xanh. Một cổ mộc linh khí cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt từ trong quần sáng hiện ra một chút đã đem cự kình hải thú bao vây ở trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc. Nhưng hải thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của người ngoại tộc thì tự nhiên là linh trí cực kỳ cao. Nó vừa thấy cảnh này thì tự nhiên là biết bất diệu, con mắt màu bạc vừa động, lam quang bên ngoài thân lập tức vỡ toát ra rồi biến thành một đoàn linh quang chói mắt. Tiếp theo nhoáng lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn. Đồng thời ngay sau đó một bên quần sáng màu xanh mênh mông bỗng nhiên phát ra một đoàn lam mang chói mắt tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ rồi một con kình ngư dài hơn một trượng quỷ dị hiện ra bộ dáng như bị quần sáng màu xanh ngăn trở hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại nên tự nhiên là kinh sợ dị thường nó há mồm ra một âm thanh như tiếng sấm nổi lên một đạo quan hồ chói mắt phun tới hung hăng đánh lên cái quần sáng màu xanh nhưng quần sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái không hề có gì khác thường xảy ra Hải thú khẩn trương lúc lắc cái đầu Đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra Bên trong rõ ràng bao vây lấy một cái vật hình vuông màu hỏa hồng Vật này trong suốt sáng bóng như ngọc Trong nháy mắt thể tích của vật này cuồng trướng lên vài thước Sau khi lóe lên thì liền phát ra tiếng sét đánh lên quần sáng màu xanh Sau một tiếng vang thật lớn Thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm cùng vật này đang vào nhau Nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước chỉ thấy cuồng sáng màu xanh chớp động hai cái rồi liền dường như không có việc gì. Lần này hải thú này thực bắt đầu có chút kinh hoảng. Thân hình nó nhoáng lên một cái, lại bành trướng phòng to như là một quả núi nhỏ. Tiếp theo Lam quan đại phóng, nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới. Hàng lập ở trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng mỉm cười. Xuân Lê kiếm trận quả nhiên là huyền diệu. Mặc dù là lấy huyền thuật làm chủ, nhưng trên phương diện cấm chế các loại độn thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuận có chút biến dị, nhưng vẫn bị chính mình nhanh như chớp bày ra kiếm trận mạnh mẽ đem vây khốn. Con thú này nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận, thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích uy lực, vừa lúc dùng con thú này để tập luyện. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàng Lập vừa nhấc một tay, nằm ngón tay niết pháp quyết, trong miệng niệm động một câu gì đó, nhất thời quần sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao động khó có thể phát hiện ra hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn dùng thân mình xô vào quần sáng lúc này một màn giật mình xuất hiện thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quần sáng màu xanh thì lại không bị chút ngăn cản nào giống như đâm vào không khí một chút đã chui tọt vào trong đó cả thân hình cự thú giống như bị quần sáng màu xanh thôn phệ chỉ thấy thanh quan chợt lóe lên thân hình hải thú nhoáng lên một cái biến mất từ phía trước rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quần sáng màu xanh lóe lên lao ra hải thú ngẩn ra nhưng lập tức con mắt chợt lóe lên rồi nó thay đổi phương hướng là nhảy vào trong cấm chế liên tiếp mấy lần tình hình đều không sai biệt lắm con thú này trong lòng biết là bất diệu nên rút cuộc cũng dừng động quan lại mà đúng lúc này hàng lập lại đem kiếm trận thúc giục lên chỉ thấy bốn phía quần sáng màu xanh chợt lóe lên rồi tức tức vỡ vụn ra trên không trung thúy mang chớp động liên tục bốn phía đều có khí tức thảo mộc truyền đến cả người như ở trong hoa hương điểu ngữ tuy nhiên ở trong mắt của hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm mọi vật trông rất là sống động cơ hồ khó phân biệt thật giả trong lúc này nó đang mờ mịt cúi đầu thì mới chấn động phát hiện ra ở dưới chừng nó không biết từ khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn rộng gần trăm trượng đóa hoa tỏa ra màu xanh mênh mông phát sáng lập lòe Hải thú thầm kêu một tiếng không tốt Nhưng chưa kịp phản ứng gì Thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động Quang hà màu xanh ở không trung Phụ cận liên tiếp hiện lên Xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú Nhất thời một cổ cự lực vô hình Buông xuống thân thể của nó Lực lượng to lớn Làm cho thân hình cự thú bị ngưng trệ Không thể nhúc nhích mảy may Mà ngay sau đó ánh sáng màu xanh chợt lóe lên Đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mãn thô to lao thẳng tới cự thú Chúng nó nhất loạt há mồm để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén. Một đám dữ tợn dị thường. Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng lại từ mặt biển phụ cận bắn lên. Hướng về phía không trung xa xa lóe lên rồi biến mất. Mà trên mặt biển lúc này hết thảy các dấu vết đều không còn sót lại chút gì. Chỉ có khối đá ngầm kia là vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển là còn ẩn chứa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi thôi. Hai năm sau, từ hỏa hô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra truyền tống pháp trận nguyên bản đã bị hủy hoại không biết bao nhiêu năm không ngờ đã được chữa trị và cũng có người đã sử dụng pháp trận này mà truyền tống trở về lôi minh đại hỏa lục nhất thời các tồn tại thượng tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi lúc này kết bè kết đội nhằm về hướng truyền tống pháp trận hội tụ đến hàng lập mí mắt vừa động cuối cùng từ trong mây muội thanh tĩnh lại đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một chút, thì trong lòng hơi có chút buông lỏng. Hắn đang đứng trong một cái phòng rộng hơn trăm trượng, phụ cận im ắng, một bóng người cũng không có, bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của cấm chế và một cái cửa đá phong bế nghiêm mật. Ở giữa cái phòng hình tứ giác này có một cái cột đá cao hơn một trượng, phía trên mặt được khả một tảng đá sáng lòe lòe, không biết tên là gì, khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường hắn cúi đầu xuống ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn hàn lập thở ra một hơi không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trận đi thẳng đến chỗ cửa đá một tay khẽ đẩy cái cửa đá thoạt nhìn như rất là nặng nề lại dễ dàng bị đẩy ra tựa hồ như không hề có trọng lượng vậy đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến làm cho hàn lập không kịp đề phòng thật đúng là hơi kinh hãi hàn lập vội vàng đảo mắt qua kết quả là làm hắn ngạc nhiên Trước mắt rõ ràng là một cái quảng trường lớn rộng vài nghìn trượng, tất cả đều dùng một loại bạch thạch làm thành. Mà bên trong bộ dáng có vô số người, những người này đại bộ phận đều mặc các loại chiến giáp, đại thể đều có nhân hình nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt. Có người có hai cái tay dài giống như là cái tay thỏ, có người toàn thân thì đầy lông đen, thân hình cao lớn giống như là hắc tinh tinh. Còn có người thì toàn thân tất cả đều là kim quang chớp động, giống như là toàn thân được một tầng kim giáp bao phủ vậy căn bản là không thấy rõ dung mạo, thậm chí bên trong còn có người phía trên là nhân hình, còn phía dưới là thân trắng. nhưng nhiều nhất là một loại người có làn da màu lục nhạt, khuôn mặt trắng bệt. bọn họ người nào người nấy đều mặc một loại giếng giáp thống nhất màu xanh lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng. đám dị tộc nhân này nam nữ đều có, lúc này đang tụ tập châu đầu ghé tay, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu. trên người những kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động, tu vi cao thấp khác nhau nhưng đại bộ phận đều là tồn tại trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ không phải là không có, nhưng chỉ là có ít ỏi hơn trăm người, và cái đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng lớn. Đại bộ phận bọn họ đều đứng ở trước đám người thấp giọng nói nhỏ cái gì đó. Hàng lập dùng thần niệm đảo nhanh qua thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao dai có ba gã dị tộc nhân cấp luyện hư thì trong lòng cả kinh. Theo lời của Thanh Tiểu thì cái truyền tống trận này nơi đến là một tòa thành nhỏ do cộng đồng quản lý. Vì vậy theo lý thuyết mà nói thì người tỏa trấn có tu vi cao nhất của bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi. Đâu có thể xuất hiện nhiều tu sĩ luyện hư như vậy. Mà hiện tại trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vạn tu luyện giả mà ngay cả số lượng cùng giai với hắn còn có mấy người. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không liên hệ cái chỗ lục quan thành này đã xảy ra biến hóa gì sao? hơn nữa thần niệm của hắn còn cảm ứng được ở phía trên quảng trường có cấm chế dao động như ẩn như hiện mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất không thấy ai có bay lên không hiển nhiên nơi đây còn có cấm chế cấm không tồn tại ánh mắt hàng lập chớp động vài cái hít sâu một hơi rồi từ từ nhằm hướng đám người đi tới ngay lúc hàng lập đang muốn hỏi thăm xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì thì trong đám dị tộc luyện hư kỳ một gã đầu to hơn nữa trên đầu lại không có sợi tóc nào Đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng Đưa tay vào trong ngực Rồi lấy ra một cái mọc bàn Phía trên có nhiều điểm liên quan màu sắc khác nhau Tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện Một cái phụ văn xa lạ Đang lơ lửng không động đậy Sao vậy? Nguyên hình phát hiện ra cái gì hả? Một gã dị tộc nhân da màu lục nhạt Bên cạnh mở miệng hỏi nơi đây bỗng như nhiều ra thêm một đồng đạo thượng tộc thượng giai nữa. nếu ta nhớ không nhầm mà nói thì cái truyền tống trận trong thành có thể sử dụng đã sớm bị giác si tộc chặt đứt rồi. sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây vậy? tên dị tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. có chuyện như vậy sao? chẳng lẽ giác si tộc nhất thời sơ ý để lọt cái trò truyền tống trận kia? nếu là như vậy thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi. gã dị tộc nhân da màu lục nhạt thân sắc vừa động rồi mừng rỡ nói điều đó không có khả năng đâu ta đã đến thân thí nghiệm qua tất cả các trường tống pháp trận một lần rồi xác thực là đều mốc đi tác dụng gã dị tộc đầu to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mọc bàn trong tay liên tục lắc đầu rồi nói không cần nhiều lời nhìn đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao nguyên huynh à bằng dù liên quan bạn của ngươi thì hẳn là có thể dễ dàng tìm ra người này chứ một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bao phủ nghe xong hai người nói thì không nhịn được hỏi <laughs> người này vừa mới xuất hiện ở bên trong quảng trường ta đã sớm dùng cấm chế tập trung vào hắn rồi lỡ chỗ này nè trong mắt vị tộc nhân đầu to tinh quang chợt lóe lên rồi nhìn vào vị trí chỗ hàng lập đang đứng hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông hơn nữa hàng lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi nhưng dù sao vẫn không thể hóa lẫn với đám tồn tại thấp giai phụ cận nên lập tức đã bị vài tên vị tộc cấp luyện hư tìm ra Hàng Lập lúc này mới tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc. Mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng thấy việc bị đám dị tộc cấp cao luyện hư nhìn tới nên vừa lúc nhìn lại. Hắn nhớ mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc. Bớt quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền ngênh ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này mà đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư, đồng dạng đưa mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hữu chắc là vừa đến được quan thành Không biết sơn hô như thế nào vậy Cái linh quan bàn trong tay dị tộc nhân đầu to Chợt lóe lên Rồi biến mất không thấy Sau đó hắn bình tĩnh hỏi Tại hạ họ hàng Xác thực là vừa đến cái thành này Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy Chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào sao Ánh mắt của hàng lập đảo qua Rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại Nguyên lại là hàng đạo hữu à Xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống tới đây rồi nếu không thì sao lại không biết dự coi giác sư tộc bắt đầu thâu tóm thiên dân 13 tộc chúng ta chứ Vị tộc nhân đầu to nhìn chăm chăm vào hàng lập Sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói Giác sĩ tộc Sắc mặt hàng lập bỗng nhiên đại biến Tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp Hàng Hoanh, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu, à, nhưng ngươi rốt cuộc làm sao mà có thể truyền tống đến lục quan thành này vậy? Theo lý thuyết, á, tất cả các truyền tống trận của liên hải tới đây đều đã sớm bị giác xi si tộc chặt đứt rồi mới đúng chứ. Tên chị tộc da xanh nhạt kia nhịn không được mà hỏi. Tại hạ từ hải ngoại truyền tống tới đây. Hàng lập không có gì phải giấu giếm mà nên từ từ trả lời. Hải ngoại hả? Thành phố như là lục quan thành này mà cũng có loại truyền tống như vậy sao? Vừa nghe lời này, gã dị tộc toàn thân của Hồng Quang bao phủ có chút kinh ngạc nói. Hải ngoại truyền tống trận xác là có hai cái đó, bố có từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi, đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại mà đến đây vậy? Dị tộc nhân đầu to, đông dạng lộ ra vẻ giật mình hỏi. Là từ hỏa hưu quần đảo đó. Hàng lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời. Nguyên lai đâu đó hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm trước rồi Sống đã mất đi liên hệ với Lục Quang Thành Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được hay không vậy? Gã đầu to thì thào nói Biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi Kỳ thực thì rất đơn giản thôi Hàng lập thần sắc không thay đổi Đêm chuyện năm đó truyền tống trận bị phá hủy thoáng giải thích một lần Nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc hàng lập xuất thân có phải từ tu luyện giả ở hải vực này. Cuối cùng thì tại hạ gặp cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được không dân tin, nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoại ý muốn. Không biết có phải là do phương pháp có sai lầm hay không, hay là do không tin dân sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người thôi, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày. Nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị hủy, Hàng Lập rất là buồn bực nói Hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi Thì cũng không thể được Nghe được câu chuyện Trên mặt ba gã dị tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn Nhưng khi nghe đến đoạn cuối Thì sắc mặt đều biến đổi Như vậy, vậy cái truyền tốc trận đạo hữu sử dụng Hiện tại không thể mở ra được hả Dị tộc nhân da màu lục nhạt Thất vọng nói <laughs> Đích xác là như vậy đó Hàng Lập thở dài một hơi à... À, không phải bọn ta không tin hàng đạo hổ à, chỉ là do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm cao của một lần thôi hàng huynh không có ý kiến gì chứ ba gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì gã đậu to cười gượng hai tiếng rồi nói à, không sao không có vấn đề đâu hàng lập khẽ nở nụ cười rồi nói hoàng huynh Ngươi tạm thời lưu lại ước thúc những người khác mà bọn ta đi trước kiểm tra cái pháp trận kia một chút đã Gã đầu to nhìn gã dị tộc nhân có hồng quang trịnh trọng nói Được rồi, nhị vậy đi nhanh về nhanh ra Gã dị tộc nọ sau khi do dự một chút Thì vẫn gật đầu đáp ứng nói Hai người kia đi theo hàng lập Nhằm một bên quảng trường đi tới Không lâu sau, ba người đã đi đến Cái tòa truyền tống trận trong đại sảnh Lúc này tòa truyền tống pháp trận này Im lặng dị thường Có dấu vết không gian dao động lưu lại Đúng là vừa rồi mới có người khởi động truyền tống trận này đó gã dị tộc nhân da màu xanh dùng thần niệm đảo qua các tòa đại sảnh rồi lập tức nói một câu gã dị tộc nhân đầu to lập tức đi vào truyền tống trận sau khi vòng vo mấy vòng thì một tay niệm pháp quyết bắn ra một đạo lục quan kích lên pháp trận truyền tống trận nguyên bản đang im lặng lập tức nổi lên một tiếng vù vù rồi có bạch quan nổi lên vừa thấy cảnh này gã dị tộc da màu xanh lập tức hai mắt trợn lên trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ nhưng ngay sau đó pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài liên quang chợt tán loạn rồi một lần nữa khôi phục lại vẻ ban đầu. không được rồi, pháp trận nơi khác không xong rồi, chắc là đã bị đóng cửa rồi. Vị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Nghe được lời này, vị tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc cũng âm trầm xuống. Vì vậy đầu hữu nè, tình hình trong thành thật sự có nguy cấp không vậy? Chuyện về giác sĩ tộc đó, có thể giải thích cho tài hạ một chút được hay không vậy? Hàng lập bình tĩnh hỏi, có gì không thể nói chứ đạo hữu cũng thấy tại sao lục quan thành nho nhỏ của chúng ta tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy á bọn họ đại bộ phận là người phụ cận chạy trốn đến đây nguyên bản là muốn mượn truyền tống trận màu rồi đi nhưng không ngờ rằng giác si tộc hành động cực nhanh tất cả các pháp trận truyền tống có liên hệ với bản thành liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực rồi phóng trận không phải các thành thể kia đã bị phá mà là giác si tộc đã phái người thi pháp chặt đứt. Nhưng đạo hữu nếu vừa rồi có thể đến đây Xem ra hơn phần nữa là từ nơi khác đến Còn vì quân tiên phong của giác sĩ si tộc Đã tới dưới thành chờ đợi đại quân đến rồi Mà chúng ta đang định tụ tập nhân thủ Bỏ cái thành mà đi Nhưng điểm máu chốt là của quân tiên phong của giác sĩ si tộc kiềm chế Nên có thể rời đi được hay không Lại là chuyện khác nữa Tối thiểu những tồn tại cao dây cho chúng ta Thì bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đâu Gã dị tộc đầu to cười khổ giải thích nói Hàng lập nghe xong những lời này Thì sắc mặt trở nên khó coi đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng nổ ầm vang trầm đục từ ngoài cửa đá truyền đến rồi trên vách tường bỗng nhiên nổi lên một tầng cấm chế linh quang màu trắng ngà lấp lóe không ngừng hơn nữa mặt đất cũng rung lên một trận kịch liệt giống như đang động đất ờ, vậy vậy ờ, xảy ra chuyện vậy vậy những chấn động này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người không khỏi khẽ biến gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt kêu lên một tiếng kinh sợ tiếp theo đó Vị tộc nhân da màu xanh nhạt cùng tên vị tộc nhân đầu to kia liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cả hai liền cơ hồ đồng thời thúc giục động quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, trong tiếp tắc thân hình đã biến mất không thấy. Cho dù quảng trường này có cấm chế phi hành, nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói, chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực ở trong cơ thể thì cấm chế trình độ này tự nhiên là không có khả năng thực sự có thể trói buộc bọn họ thi triển động thuật. Bất quá chỉ là hao phí thêm một chút pháp lực mà thôi mà hàng lập cũng không có chần chờ một quan sau khi đảo qua trên pháp trận một cái thì hơi do dự một chút rồi bỗng nhiên tay áo bào rung lên một đạo thanh quan bắn ra bay xung quanh pháp trận một vòng hai tiếng động truyền ra thanh quan trong nháy mắt đã chém pháp trận nát vụng sau đó lóe lên quay về lúc này bên ngoài hàng lập tinh quan lóe lên rồi bay ra ngoài thân hình hắn vừa ra tới cửa đá thì thấy cả quảng trường giờ phút này là một mảnh hỗn loạn các tộc nhân đang nhằm bốn phía chạy tứ tán mà trên không quảng trường không biết khi nào đã xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạt đem cả toàn thành thị bao phủ lấy đồng thời từ phía trên cao không biết ở chỗ nào đang có vô số bạch sắc quang cầu trút xuống như mưa phía ngoài quần sáng liên tiếp xuất hiện âm thanh bùng nổ cùng ánh sáng chói mắt khiến cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ hàng lập kinh hải vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài quần sáng trong mắt lam mang chợt hiện Kết quả là một lát sau Khóe mắt của Hàng Lập giật giật vài cái Và hít thật sâu một ngụm lương khí Bằng linh một thần thông Hắn đã nhìn rõ các loại công kích này Trên cao ba bốn nghìn trượng Có xuất hiện một cái ngân đảo Đúng vậy, đây là một cái ngân đảo Toàn thân lập lòe giống như là được làm từ bạc tinh khiết Bộ dáng tôi chừng gần vạn trượng Mà dưới tòa của ngân đảo này Có vô số và sắc tinh trụ Phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng Và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quan cầu rơi xuống không tốt rồi đây chính là đại chuyến thuyền của giác sư si tộc đó điều này sao có thể chứ chẳng lẽ đại quân giác sư si tộc đã tới rồi vị tộc nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên hiện tại nói chuyện này còn có tác dụng gì nữa chứ chúng ta nhanh chạy đi thôi nguyên huynh à ngươi tỏa trấn thành này nhiều năm vậy rồi khẳng định là biết mấy cái mặt đạo trốn khỏi thành phải không vị tộc nhân da màu xanh nhạt cũng đã tới gần phụ cận vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách nên liền hỏi Ta xác thực là biết một cái một đảo có thể lặng yên đi ra ngoài phía thành tay hơn mười dặm đó Bớt quá trong thành còn có nhiều đồng đảo các tổng như vậy Cũng không thể cứ bỏ mặt không hỏi như vậy được Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp Rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi Nếu giận khí tốt nó không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự Sau đó lập tức cắn răng một cái rồi nói Ok, vậy đi Gã dị tộc nhân toàn thân của Hồng Quang kia đang chạy đến nghe được lời này thì cũng liên thanh đồng ý rồi nói hàng lập cùng dị tộc nhân da màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghĩ gì gã đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ nữa bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra nhoáng lên một cái đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn dung nhan phục sức đều không khác gì cái gã dị tộc đầu to ban đầu hư ảnh này lớn như thế cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt bỗng nhiên trong miệng hư ảnh khẽ quát một tiếng nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên tất cả ai nghe được cái thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động tâm thần đang kinh hoảng bất giác thanh tỉnh lại nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía hư ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành lúc này hư ảnh thần sắc nghiêm nghị rồi nói có giữ đồng đạo độ, không còn cướp động để trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài nữa sẽ không lập tức bị phá đâu Hiện tại mọi người nhanh chóng đi tới cổ thành tụ tập nha. Một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một số chỗ cấm chế ở cổ thành để có thể cho các vị đạo hữu tự chạy đi. Bất quá trước khi chạy trốn, ta cảnh báo cho vị đồng đạo một câu. Lần này giác sư tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước. Như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên dân 13 tộc chúng ta rồi. Mọi người cũng đừng có nghĩ tới cái gì là đầu nhập vào hay là tạm thời ủy khuất chi tâm nha theo ta được biết những ai bị bắt giữ nếu không phải bị đưa đến băng hỏa hắc ngục của giác si tộc làm nô lệ thì cũng bị sưu hồn trụ anh để luyện đan lượng khí á giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường đám dị tộc nhân trên quảng trường đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng thì nhất thời lập tức giải tán chạy tán loạn sau khi ly khai quảng trường thì mọi người lập tức hóa thành vô số động quan nhằm thẳng hướng cửa thành chạy đến gã dị tộc đầu to bấm quyết hư ảnh ở trên không lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng hàng lập nói chứ dự đạo hữu đi theo ta ở chúng ta là một tiêu thuật lớn nên không thể ở cùng bọn họ được những người khác tự nhiên đều gật đầu vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu bắn phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra âm thanh vụ vụ đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn. Vì tộc đầu to vừa phi động vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Sao vậy? Vô hình còn có chút luyến tiếc hả? Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu. Vô mổ tọa trống tại lục quang thành này hơn ngàn năm rồi. Tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tự tay tại hạ bố trí đó. Hiện giờ phải bỏ mà đi. Trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc rồi. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, khẽ thở dài một hơi rồi nói, "Nguyên huynh không cần phải luyến tiếc vậy đâu, cho dù giác sĩ tộc thế đại, nhưng thiên dân 13 tộc chúng ta liên thủ lại thực lực cũng đâu có yếu nhược đâu, nó không chừng nó còn có cơ hội đoạt lại mà." Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu, "Hơi vọng là như vậy đi." Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng rồi nói, Nguyên Huynh nè, à, sao đại quân giác sĩ si tộc lại tới nhanh vậy chứ? Hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đã nói là chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa mà. Như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác sĩ si tộc đã dư thành rồi? Chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác sĩ si tộc giữ trò quỷ sao? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tao cũng không rõ làm sao lại như vậy nữa. Lúc trước có quân tiên phong của giác sĩ si tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bọc với chiến thuyền này cái này không phải là giả mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của giác sĩ tộc này đã có trình độ gần với chí bảo chiến thuyền cấp vật cấp và thánh cấp rồi bên trong có thể có tồn tại tu duy thánh tộc tam giai nữa là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại đâu vì tộc đầu to họ nguyên lắc đầu thân sắc âm trầm xuống ha cho dù không có cấp bậc thánh bậc tồn tại nhưng trong đại chiến thuyền như vậy khẳng định số lượng tồn tại cùng giai giới chúng ta cũng tuyệt đối là không ít đâu Chúng ta đều chỉ có thể chạy trối chết mà thôi Chỉ hy vọng tồn tại thượng giai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta Bên cạnh đó Để cho đám người khi chạy trối chết mà là hấp dẫn sự chú ý Gã dị tộc trong hồng quang cười hăng hát rồi nói Hàng lập ngay đến đó thì ngẩn ra Không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ nguyên liếc mắt một cái Thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt Cũng không có ý tứ phản bác Thì trong lòng có chút giật mình Nguyên lai like là lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy trối chết kỳ thực là bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của giác si tộc để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác lặng yên rời đi bất quá tuy hàng lập trong lòng hơi rùng mình nhưng cũng không có nói gì đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ của mình thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương là có gì không đúng cả bất quá trong lòng hàng lập đối với ba gã dị tộc này cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần lấy tù vi của bốn người thì thời gian phi hành đến chỗ trạm canh gác dĩ nhiên là cực nhanh chỉ trong một khắc công phu, bọn họ đã đến một cái lầu cát nhìn như bình thường. Đại môn lầu cát đóng chặt. Gã dị tộc họ Nguyên không chờ động quan hạ xuống. Đứng trên không trung, tay áo bào khẽ rung lên. Một cổ cuồng phong thổi đi, cánh cửa lớn giống như bị cổ lực đánh trúng tức tức vỡ vụn ra, biến thành hư ảo. Đám người hàng lập sau khi chấp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cát. Trong tầng một của lầu cát có vẻ trống rỗng, Ngoại trừ mấy cái bàn thì cũng chỉ có mấy cái thần tượng cao mấy trượng không biết tên Đang dựa lưng vào vách tường Thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất Bụng béo phệ, bốn mắt bốn tay, hai chân thôn thả Nhìn có vẻ có chút quái dị Đám người hàng lập sau khi đảo mắt qua nhìn mọi nơi Thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu Thì không nhịn được mà đồng loạt nhìn về phía gã dị tộc họ nguyên Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người hàng lập lại tỏ vẻ như không thấy Mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há miệng ra nhất thời phun ra một viên tinh thạch màu vàng viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng hào quang chối mắt chợt lóe lên rồi bề mặt ngoài của thần tượng có một tầng nước gợn sóng nhộn nhạo một hồi thần tượng vốn đang trầm lặng lúc này bốn mắt hoàng quang chợt lóe lên bốn cánh tay hạ xuống rồi ầm một tiếng thần tượng này dĩ nhiên là một khôi lỗi trong mắt đám người hàng lập đều toát ra kỳ quan tiếp theo cái gã dị tộc đầu to hai tay bấm quyết thúc giục khôi lỗi và một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút hoàng mang phóng ra thì hình thể mỗi lúc một to ra thân hình cơ hồ đã choáng hết không gian lầu một lại tiếp theo hai cánh tay đồng thời hướng vào bụng vỗ một cái linh quan chợt lóe một cái phụ trận quỷ dị hiện ra tiếp theo lạm thanh răng rắc nơi bụng của thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ để lộ ra một không gian rộng vài trượng ở trước mặt mọi người mà ở trong không gian nọ rõ ràng có một cái tòa truyền tống pháp trận loại nhỏ. Gã dị tộc họ Nguyên không chút do dự tiến lên đi vào trong bụng khôi lỗi rồi đứng vào truyền tống trận. Chỗ dự đạo hữu, pháp trận này nói thẳng tới một đạo đó, ta đi trước đây. Gã dị tộc họ Nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên truyền tống trận. Pháp trận liền lóe lên một mảnh bạch quang, thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại cái thần tương khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ cũ nguyên hoành thật đúng là kỳ tư diệu tưởng đó nha dĩ nhiên đem cái truyền tống trận thiết kế nằm ở trong cơ thể khôi lỗi vị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau đồng dạng giơ tay lên kích phát pháp trận và cũng được truyền tống đi ra ngoài hàng huynh mời đi trước đi vị tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người hàng lập một cái rồi dĩ nhiên khiêm nhường nói một câu Hàng Lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn Nhưng trên mặt không lộ ra dị sắc mà gật gật đầu Thân hình nhoán lên một cái tiến lên Truyền tống phi thường nhanh Hàng Lập thậm chí cũng không cảm thấy có gì mệt mỏi Thì người đã xuất hiện tại một cái động quật Ánh mắt đảo qua một vòng Thì thấy động quật này diện tích cũng không lớn Chỉ hơn 10 trượng mà thôi Nhưng trên đỉnh động quật cũng có khả một chiếc khối tinh thạch chiếu sáng Đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng Mà một bên vách tường có một cái thông đạo cao chừng một trượng Thông ra tứ phương mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc nhân làng da màu xanh đang đứng ở một bên trong đó thần sắc của gã đầu to đang ngưng trọng nhìn vào cái pháp bàn trong tay ánh mắt chớp động nhưng không biết đang cân nhắc cái gì hàng lập thân hình vừa động liền đi ra dưới chân trường tống trận một lát sau trong pháp trận có ánh bạch quang lóe lên rồi cái gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra vừa thấy nhân thủ đông đủ gã đầu to ngẩng đầu nhìn mấy người nở nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho cả gian động quật hơi rung lên nhất thời trong động quật sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi thôi đừng có chậm chạy nữa chúng ta chạy nhanh đi thôi dần bảo hộ trong thành nó chỉ sợ không chịu được bao lâu nữa đâu gái dị tộc nhân làn da màu xanh có chút cấp bách nói ồ ừ, thời gian cũng không sai việc lắm ta đem cấm chế tại bốn cánh cửa mở ra để cho những người khác chạy đi trước cái đã Gã đầu to thân sắc nghiêm nghị gật gật đầu, rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên trên không trung, đồng thời hai tay bắt quyết, Tường đạo pháp quyết màu sắc khác nhau chợt lóe lên rồi nhập vào trong pháp bàn. Một lát sau, pháp bàn liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp, phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ lưu chuyển, cuối cùng phanh một tiếng rồi tiêu thất mất. Một màn này lại làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra. Khống chế pháp khí tự bạo, cái này tựa hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế. Tôi muốn khởi động một cái tự bạo pháp thuật ở trong lục quan thành một lúc nữa cái tòa thành thị này sẽ hóa thành tro tàn <laughs> gã đầu to tự hồ nhìn ra vẻ kinh nghi của ba người nên trong miệng cười hắc hắc rồi nói tự bạo pháp trận vừa nghe lời này hàng lập trong lòng phát lạnh gã này thật đúng là tâm ngoan thủ lạc tuy rằng đại đa số đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập nhưng trong thành khẳng định là vẫn còn không ít phàm nhân cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp trong thành chưa chịu rời đi theo đó xem như toàn bộ đều bị chôn trong lục quan thành này hai gã dị tộc còn lại nghe vậy thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng ba người cũng không nói thêm cái gì bởi vì cái gã đầu to sau khi nói xong thì liên hóa thành độn quan nhằm cửa thông đạo bắn nhanh đi đám người hàng lập tự nhiên là cũng lập tức độn quan cùng nhau đi theo giờ phút này trên không trung phía trên lục quan thành chỗ bốn cửa thành quần sáng nguyên bản bao phủ cả thành đột nhiên hiện ra một cái lỗ hổng lớn đường kính hơn trăm trượng vô số dị tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành lập tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi giống như lưu tinh độn quang chớp động liền chạy tứ tán ra ngoài thành rồi trong nháy mắt cũng có độn quang hướng xuống lòng đất trầm xuống chui vào bụng đất không thấy bóng dáng có kẻ lăn lộn trên cỏ tìm cách ẩn nặc thân hình vô ảnh vô tung đây đúng là cái đám dị tộc nhân tinh thông thổ mộc độn thuộc còn đại đa số đều khu động các loại phi hành khí vật dưới chân tại tầng trời thấp điên cuồng phi hành mà đi cơ hồ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp nên đều tự động tách ra mà chạy trối chết không có tụ tập cùng nhau để hành động lúc này cao tầng giác si tộc trên trời cao trong tòa ngân đảo hiển nhiên cũng phát hiện ra người trong thành đào tẩu chỉ thấy mặt ngoài cái ngân đảo ngân quang lóe lên một trận rồi từ phía trên bay ra từng đàn sông đậu ưng màu trắng hình thể thật lớn những con chim ưng này hình thể khổng lồ chẳng những có hai cái đầu mà hình thể to đến ba bốn trượng ở trên người còn mang theo một tầng chiến giáp màu trắng trên hai cự trảo cũng được bọc một bộ chỉ sáu bằng kim trúc sắc bén dị thường phía trên có hàng quan chớp động kinh người số lượng đàn ưng khổng lồ này phải đến hơn ngàn con sau khi từ trên ngân đảo bay ra thì lập tức hai cánh cuồng triển nhằm thẳng về phía đám người của lục quan thành đang bôn đào mà đánh tới với tốc độ cực nhanh không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra phía trên ngân đảo vẫn có linh quang chớp động rồi có rất nhiều đồ vật gì đó bay ra đồ sắt này là một cái độc mộc màu đen dài hơn 10 trượng phía trên có phù ấn đang nhánh trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc ngân sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn số lượng độc mộc này một hơi bay ra trên trăm cái độn quang so với đám ưng khổng lồ kia thì hơi chậm hơn một chút nhưng chỉ một cái chớp động cũng có thể ra xa tám chín trượng nói chung là tốc độ cực nhanh hơn xa tuyệt đại bộ phận dị tộc nhân đang phi độn chạy trốn kia truy quân của giác si tộc sau khi bay ra thì trên ngân đảo kia im ắng một chút nhưng sau đó không lâu chợ có mấy tiếng lông ngâm phát ra rồi bảy tấm cái thân ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong bay ra thân ảnh này là một đám hình thể dài hơn 10 trượng trên lưng có một đôi cánh màu ngũ sắc nhìn kỹ thì đúng là một đàn dao lông hai cánh ngoại trừ đôi cánh diễm lệ dị thường và toàn thân kim quang chói mắt ra thì đàn giao lông này cũng không có gì khác so với giao lông bình thường Chúng sau khi bay ra thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, đã mơ hồ biến mất. Rồi ngay sau đó, đám kim dao này đã hiện ra cách đó 3-40 trượng, độn tốc cực nhanh, làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. truy binh từ trên ngân đảo, trước sau bay ra nhằm về hướng đám dị tộc nhân bỏ chạy xa xa đuổi theo. Đám dị tộc nhân này số lượng có đến hàng vạn, nhưng tu vi lại không đồng điều. Số có tu vi cao hơn một chút thì đã sớm đã độn ra ngoài mấy chục dặm, Lúc này chỉ thấy một đám điểm đen nhỏ Còn đám có tu vi kém cỏi nhất Thì mới chỉ bay ra khỏi lục quan thành Bất quá hơn 10 dặm mà thôi Hơn nữa những người này lại chiếm số lượng nhiều nhất Cơ hội trong nháy mắt công phu Đã bị đám sông đồ ưng khổng lồ đuổi kịp Đám ưng khổng lồ này lao xuống dưới Mang theo một cổ cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp Một đôi chỉ sáu sắc bén dễ dàng xuyên thủng hộ thân linh quang cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân, sau đó hung hăng, vặn vai, dùng lực xé rách hoặc là hướng lên không trung ném đi. Dị tộc nhân trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xé rách làm hai mảnh, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ thì bị khống chế mà bị ném lên cao, bị mấy con ưng khác đang chờ sẵn đánh tới, thân thể trong nháy mắt thủng ba bốn cái lỗ máu, đồng dạng đi đời nhà ma. Đương nhiên là cái đám dị tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy mà khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng nhau, hoặc là thả ra pháp khí, hoặc thi triển công pháp, nhất thời vô số công kích màu sắc khác nhau đánh về phía sông đồ ưng đang lao xuống. Bất quá công kích của những người này uy năng quá thấp, mà những con ưng khổng lồ này lại được mặc chiến giáp màu trắng có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Ngoài trừ ít ỏi hơn 10 con do không kịp phòng ngự bị đánh trúng chỗ yếu hại mà rơi xuống, thì các công kích còn lại đánh lên thân thể sông đồ ưng khổng lồ đều bị chiến giáp cản lại mà đám ưng khổng lồ này sau khi bị công kích thì lại như bị chọc giận trong miệng phát ra âm thanh tim minh chói tai rồi nhất loạt lao xuống công kích càng thêm hung mãnh dị thường trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên mặt đất xuất hiện mấy trăm cái tàn thi vết máu loang lổ lúc này độc mộc màu đen từ phía sau cũng phi hành tới chỉ thấy đám giáp sĩ ở trên liên tục huy động các loại binh khí trong tay vô số ngân mang từ trên không trung bắn xuống Phàm là kẻ nào bị đánh trúng thì thân thể đều tứ phân ngũ liệt, căn bản là không thể ngăn cản được chút nào. Nhưng cũng may, cái đám giáp sĩ này không thèm đem cái đám tu sĩ cấp thấp này vào mắt. Độc một màu đen liên tiếp chớp động rồi hạ xuống tầng trời thấp mà đuổi theo cái đám dị tộc của tu vi cao đang chạy phía trước. Về phần mấy cái đầu quái dao bay ra cuối cùng thì ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào, mà nhằm lên tầng trời cao mà truy đuổi cái đám dị tộc nhân của tu vi cao nhất. Lấy độn tốc của bọn chúng việc đuổi kịp cái đám cao giai dị tộc này cũng là chuyện trong phút chốc thôi. Trong lúc nhất thời, lấy lục quan thành làm trung tâm, một màn đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đã diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách lục quan thành hơn 10 dặm, tại một mặt thạch bích nhìn như là bình thường, đột nhiên có ánh thanh quang chợt lóe lên rồi phát ra một thanh âm trầm muộn mà vỡ ra. Sau khi nó vỡ ra, thì để lộ ra một cái đại động trên thạch bích. Tiếp theo có thanh âm siêu siêu Từ trong động truyền ra Rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhanh ra Sau khi xoay quanh một cái Thì động quan chợt tắt Hiện ra bốn gã tướng mạo khác nhau Đúng là đám người của Hàng Lập Tuy nơi đây hẻo lánh dị thường Hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng Với bốn cửa thành Cho nên còn chưa có truy binh của giác si tộc xuất hiện Nhưng đám người này vẫn lộ ra vẻ cẩn thận Vội vàng đem thần niệm đảo qua phụ cận Rồi lại lập tức thu trở về Giác sĩ tộc vẫn chưa xuất hiện tại gần đây Chúng ta nên lập tức rời đi thôi Sau đây chúng ta tách châu ra mà hành động nha Tự tìm xin lỗi đi Tụ lên một chỗ mà nói Chỉ sợ là khó giấu diễm được giác sĩ tộc Bất quá chết chầm cả lũ đó nha Gã dị tộc nhân của làn da màu xanh Thân sắc vui vẻ dẫn đầu nói Việc này là đương nhiên rồi Bất quá trước khi chân vị đạo hữu rời đi Tại hạ còn có một chuyện muốn giải bày một chút nè Mong chân vị đạo hữu không nên cự tuyệt nha Gã đầu to gật gật đầu Ánh mắt sau khi đảo qua ba người còn lại, sau khi do dự một chút Thì bỗng nhiên nói như vậy Hỗ trợ hả? Hỗ trợ cái gì vậy? Gã dị tộc trong hồng quang nghe vậy Thì có chút kinh ngạc hỏi Hàng lập cùng gã dị tộc nhân làn da màu xanh Trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ quái Gã đầu to hít sâu một hơi Bàn tay vừa động Lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng Trên mặt mỗi cái Đều có dán mấy cái tấm bùa màu đỏ đậm Ẩn hiện có phù văn trôi nổi không ngừng cái hộp này đối với thiên dân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu Ba vị đạo hữu nó có thể đem vật này đưa đến dạng cổ tộc Thì tự nhiên là có chỗ tốt không thể tưởng tượng được Nhưng nếu cho vị đạo hữu bị giác si tộc đuổi theo Thì tốt nhất là trước khi bị bắt Lập tức đem mấy cái hộp này quỷ đi Nếu không mà đỡ nó rơi vào trong tay của giác si tộc đó, Thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị triệu hồn luyện phát đó. Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay rung lên Ba cái hộp ngọc này lập tức nhằm hướng ba người hàng lập bay đến Vị tộc nhân có làn da màu xanh và hàng lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy. Nguyên huynh, rốt cuộc bên trong là vật gì vậy? Sao lại phải cẩn thận vậy? Vị tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn cái hộp ngọc trong tay có điểm chần chờ rồi hỏi. Là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ, nhưng tôi có thể cam đoan với các vị một việc. Bọn cho vật này, các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở dạng cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật khác cùng giai Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi Thì thân sắc ngưng trọng nói Cái gì? Khôi lỡ cấp thông linh Lời này vừa nói ra Dị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên Chỉ có hàng lập là lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy Nên thần sắc tự nhiên không biến đổi Còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lấp lóe không thôi Nguyên Huynh không có nói đùa đó chứ Anh giặc này mà có thể đổi lấy loại bảo vật ngạch thiên vậy sao Nói như vậy nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy dạng dịu đan Thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý rồi Người da xanh hỏi một câu Dạng diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều Nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi nhất của bảy tấm thành hy vọng đó Gã đầu to sau khi chần chờ một chút thì cẩn thận trả lời Nghe vị tộc nhân hộ nguyên trả lời như thế thì vị tộc nhân có làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì nữa, nhưng nằm ngón tay cầm cái hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực, đồng thời nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc. Con mắt quay tròn chuyển động vài cái, mà lúc này Hàng Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với cái hộp ngọc thì đã bị một cổ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phụ triện dán bên ngoài cái hộp ngọc con có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm ba vị đạo hữu tốt nhất là cũng đừng có chú ý trên đường mở cái hộp ra nga nếu không dặn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách nguyên mẫu đó không nhắc nhở trước cho ba vị đó gã đầu to tự hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói ha liệu trong cái hộp ngọc còn có thủ đoạn lợi hại gì khác không vị tộc nhân của làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng vào trong hộp đối với uh, thiên dân 13 tộc chúng tâm mà nói là phi thường trọng yếu Nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy cái tấm phụ triện này rồi Đương nhiên nếu ba dự đạo hữu thật sự có thể đào thoát được á Và cũng tự tin có thể phá được cái bố trí của nguyên mẫu Thì cứ mở ra là biết thôi Gã đầu to âm trầm cười rộ lên Ta làm sao mà biết á, khi giao cái đồ vật này cho quý tộc Thì thực sự có thể có được trọng bảo vậy Dạng nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận cái đồ vật này Lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao Hàng Lập thở nhiên mở miệng nói Vừa nghe Hàng Lập hỏi một câu này vị tộc nhân trong hồng quang Cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh Đều nhìn nhau liếc mắt một cái Trên mặt đều hiện ra vẻ băng khoăn Gã đầu to nghe vậy thì nhướng mày một cái Sau khi do dự một hồi lâu Thì có chút không tình nguyện nói Nếu có người không quá yên tâm Đối với dạng cổ tộc chúng ta mà nói Thì có thể giao cái hợp ngọc cho các bộ tộc khác có Trong thiên dân 13 tộc Đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi Nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút nè đồ vật này đối với các bộ tộc khác đó, có thể sẽ không được coi trọng như là đối với dạng cổ tộc chúng ta cho nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều tối thiểu dạng vụ đang gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những vị tộc nhân của làn da màu xanh và vị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ hàng lập sờ sờ cầm đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú nếu mấy thư này trọng yếu vậy sao nguyên huynh không tự mình mang về đâu vì sao lại phó thác cho chúng ta vị tộc nhân ở trong hồng quang hỏi một câu mấy thú này mới đến tay của ta chưa được bao lâu hơn nữa sau khi có được vật này á thì giác si tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội dây công lục quang thành phải biết rằng ở lục quang thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý theo lý thuyết là căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích như vậy đâu cho nên tại hạ hoài nghi cái giác si tộc đã nghe ngóng được phong thanh gì đó nếu ta đem cái đồ vật này ở trên người thì rất là nguy hiểm Gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Cái gì? Người nói đại quân giác sĩ si tộc cũng là những cái vật trong hộp này mà đánh hả? Vì tộc nhân có làn da màu xanh, không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin, mà trong mắt của hàng lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này cũng là tại hạ đoán vậy thôi, cũng không nhất định là thật. Nguyên mẫu sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là đề phòng giản nhất mà thôi, Gã đầu to thần sắc trầm xuống chậm rãi nói Hảo, nếu Nguyên Huỳnh đã nói như vậy rồi Thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản cái vật này vậy Vị tộc nhân ở trong hồng quang tựa hồ hạ quyết tâm Trong tay bạch quang chợt lóe lên Hợp ngọc đã được thu vào Mà vị tộc nhân có làn da màu xanh sắc mặt âm tình bất định Trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném cái hộp ngọc trong tay lên Tiếp theo há miệng phun ra một đạo quang hà trong suốt Cuốn tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng Đảo mắt một cái, trong ba người cũng chỉ có Hàng Lập là vẫn chưa một tay nâng cái hộp ngọc. Ánh mắt chớp động không ngừng. Sao vậy? Hàng Hưng còn có nghi ngờ gì đó hả? Gã đầu to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Nguyên đạo hữu cũng không hỏi tại hạ suốt thương lai lịch như thế nào, mà đem cái vật ấy giao cho ta, không sợ nhờ giả không đúng người hay sao? Khóe miệng của Hàng Lập vừa động, liếc mắt nhìn cái hộp ngọc trong tay một cái, rồi bỗng nhiên tựa như cười mà không cười hỏi một câu. <laughs> Tại hạ tôi rằng còn chưa nhận ra đạo hủ Sốt thân từ cái tộc nào Nhưng cũng khẳng định là không phải người của giác suy si tộc Vì phần thần thông của đạo hủ thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối là không quá yếu rồi Gã đầu to cười nói ừ, nếu đạo hữu đã tin tưởng như thế thì hàng mổ cũng sẽ nhận cái phó thác này vậy Hàng lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng Thoáng nâng cái hộp ngọc trong tay Hàng lập nhẹ nhàng thông dong thu vào trong túi trữ vật Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lỗi cùng vạn dự đan kia ra sao, nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư coi như chí bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Mà vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là thiên vân 13 tộc nguyện ý trao đổi thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Dù sao, nghe đối phương lúc trước đã nói, trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn, hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vật này đi trao đổi thì đến lúc đó hẳn tính. Hảo, nếu ba chữ đậu hổ đã đáp ứng rồi thì chúng ta lập tức tách ra vào đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết những người khác đó. Để đúng là cơ hội lẳng lặng mà bỏ chạy, nguyên mẫu đi trước một bước đây. Nhìn thấy Hàng Lập cũng thu hồi cái hộp ngọc, trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sướng rồi nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng, sau đó vuông tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như là một cái thiết vụ lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc giục thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới ba bốn trượng trên thân gã đầu to hoàng quang chợt lóe lên rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ ờ à, đúng rồi theo ta được biết á vì ứng phó giác sĩ tộc các trưởng lão thiên dân mười ba tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại dân thành trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong dạng cổ tộc chúng ta đích thân tọa trống trong thành hư vọng mấy tháng sau chúng ta sẽ có thể tái kiến người đó ngà." gã đầu to trước khi đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó nên sau khi chui vào trong thiết vụ còn nói vọng ra vân thành vị tộc nhân của làng da màu xanh cùng tên vị tộc nhân trong hồng quang nghe vậy thì thần sắc vừa động mà hàng lập nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc vân thành cái tên này hắn tựa hồ đã nghe thanh tiểu đề cập qua nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra bất quá cũng không có sao cả trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn cả tiếp theo chỉ thấy thiết vụ bỗng nhiên quay tròn rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy bóng dáng vậy vậy đã nhất trí vậy rồi thì tại hạ cũng xin cáo từ Vì tộc nhân da xanh cũng giống như kiên kỵ truy binh của giác sĩ tộc nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi cũng lập tức hướng tới hai người hàng lập âm quyền cáo từ. Tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hộ đi. Trang phục và da thịt đồng thời trở nên trong suốt, một khắc sau thì cả người liền giống như tan biến trong không khí vậy. Đây là, Đây động, là động thuộc, thuộc gì? gì? Hàng lập lấp bắp kinh hải không tự chủ được dùng lam mang ở trong đồng tử đảo qua. Sau khi nhìn quét qua, sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một chỗ xa xa đang ẩn hiện ra một bóng người gần như vô hình đang chạy đi. <laughs> Đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của mặt lục tộc. Một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra. Nhưng điểm yếu duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi động mà tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Thế hàng lập ngóng nhìn ra xa xa sau lưng chợt vang lên tiếng cười khe khẽ của vị tộc nhân trong hồng quang. Hả? Ứng đặc thuộc này cũng có chút kỳ lạ đó nha Hàng Lập đem ánh mắt vừa thu lại Xoay người nói một câu Tuy rằng không thể phi hành Nhưng cho dù là đi bộ Thì chỉ trong thoáng chốc vị tộc nhân của làn da màu xanh Đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa Không thấy bóng dáng Hàng Huynh cũng tính toán rời đi hay sao Bất quá tại trước khi rời đi Tại hạ có một cái đề nghị nè Đạo hữu có thể nghe không vậy Vị tộc nhân trong hồng quang Hai tay để ở sau lưng Nhìn Hàng Lập rồi hỏi một câu Có đề nghị gì vậy Hàng Lập có chút ngoài ý muốn thản nhiên trả lời Các hạ không phải xuất thân từ thiên dân 13 tộc Một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì chứ Không bằng đem vật nguyên huynh giao cho ngươi chuyển giao lại cho tại hạ đi Vì tộc nhân ở trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu Ngươi muốn cái hộp ngọc kia sao Trên mặt Hàng Lập hiện lên một tia kỳ quái Hai mắt hiếp lại Một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại Đúng vậy, Tại hạ đến xác đối với vật trong hộp này cảm thấy rất hứng thú Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng Tặng hai cái cũng là tặng Không bằng để cho hoàng mẫu đỡ vất giả. Thanh âm của vị tộc nhân ở trong hồng quang Bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường Hết tập 269 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát